Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cặp lồng chè lửa 84-88 nan full che già và chạm tùng nai lọng thủng. Đây là cặp lồng giống y nhau, từ vai đôi, từ chất liệu, từ chạm hình. Chỉ khác một cái chi tiết duy nhất, đó là một cây tang trơn và một cây tang chạm. Thì cây tang trơn nó sẽ rẻ hơn cây tang chạm khoảng chừng 1 triệu nha mọi người. Tang trơn và tang chạm nè, đây nè, đây mặt tiền nè mọi người nhìn thấy nha. À, mình quay một nửa này nửa kia nè mọi người thấy ha. Một bên này là tang, cái bên phải nè là tang trơn nè, đó chân chạm thủng tang trơn, còn cây bên trái này là chân chạm thủng nè và tang chạm luôn. Đương nhiên cái cây tang chạm nhìn nó sẽ hoành tráng và hầm hố hơn, rồi giá tiền nó cũng cao hơn một chút xíu thôi ha. Đó. Rồi, rất là đẹp. Đây là phần chân nha mọi người, cửa nè, các cái vành, vành trúc thủ công, vai, vai đôi. Rất là đẹp, của trao trúc nè. Thì mọi người quan tâm đến các cái mẫu lồng chè lửa, full che, đẹp, độc, đủ size, thì cứ liên hệ với mình, website là minhongmich.com và cái fanpage là lồng chim minhongmich nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quay qua cái phần nóc một chút cho mọi người coi. Đây là bộ móc nậm màu bí nè, trao nè. Còn đây là cái phần bợ nè, rất đẹp nha mọi người. Hàng sẵn, thì mọi người quan tâm cứ liên hệ với mình ha. Quay xa lại cho mọi người coi, quá đẹp không mọi người. Mọi người quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình nha mọi người. Rồi, xin cảm ơn.